11 cuộc gọi nhỡ. Hôm qua, nhãn hàng thời trang cao cấp H&D vừa khai trương thêm cửa hàng mới trên phố Mộng Mơ. Sự kiện đã thu hút đông đảo các bạn nữ tới tham quan và mua sắm. Cậu có điện thoại kìa. Ôi trời, ai gọi cho mình nhiều thế này nhỉ? Hay là chàng trai nào đang theo đuổi cậu? Xin hỏi ai vừa gọi cho tôi đấy ạ? À? Anh cần gặp em gấp. Em đang ở đâu? Việc này liên quan đến tính mạng của anh đấy. Em đã ở shop thời trang H&T gần nhà đấy ạ? À? Được, vậy em ra cửa đi. Sẽ có bất ngờ cho em. Hình như có kẻ mê tớ lắm á. Đòi gặp tớ bằng được ý. Em là Đỗ phải không? Em có biết không? Không gọi được cho em, anh lo lắng thế nào không? Nếu em bận thì cũng phải nhắn tin cho anh chứ. Lần sau đừng bao giờ làm thế nữa nha. Lúc nãy em để điện thoại trong túi nên không biết anh gọi. Anh là... Anh là nhân viên chuyển phát nhanh. Em ký hộ anh nhanh để anh còn chuyển đơn khác nào. Hóa ra là... là tập đoàn lớn về lĩnh vực may mặc, doanh thu hàng năm lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhưng gần đây, theo báo cáo tài chính của tập đoàn, tình hình thâm hụt ngân sách cũng như nợ ngân hàng tăng đột biến. Điều này khiến chủ tịch hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp khẩn. Triệu tập cuộc họp khẩn? Gọi tất cả các trưởng phó phòng đến báo cáo tình hình cho tôi ngay. Dạ, vâng thưa ngài. Phó phòng kinh doanh đâu? Sao giờ này còn chưa đến hả? Dạ, dạ. Xin lỗi, tôi đến muộn ạ. Anh có biết đây là cuộc họp rất quan trọng không? Tại sao anh lại đến muộn? Dạ, tại sáng nay hai vợ chồng nhà hàng xóm của tôi cãi nhau dữ dội quá. Nên họ cãi nhau thì có liên quan gì đến việc cậu đi trễ chứ hả? À, có chứ ạ. À. Lúc ấy cô vợ dọa anh chồng sẽ vứt chiếc điện thoại xịn đời mới nhất đi. Nên tôi cứ đứng chờ để mà nhặt đấy ạ. À. Hôm qua, trên phố Kim Cương, bệnh viện phụ sản mẹ bồng con vừa mới được khai trương. Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ tận tâm, bệnh viện hy vọng sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc ba mẹ và trẻ em. Em thích ăn gì nào? Để lát á, anh mua đồ tẩm bổ cho em. Xin mời chị Nguyễn Thị Tuấn vào phòng khám nào. Dạ, có tôi. Tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm. Tôi có tin mới cho anh chị đây. Ôi trời ơi, anh ơi, em vui mừng quá đỗi. Em có bầu mấy tháng rồi ạ? Là con trai hay là con gái vậy thưa bác sĩ? Cái này thực sự hơi khó nói. Bác sĩ cứ nói thoải mái đi ạ. À. Vợ em hỏi thế để chuẩn bị thôi. Chứ vợ chồng em á, dù trai hay gái đều quý giá cả ạ. À. Vâng ạ, à, chồng em á không có đặt nặng việc đẻ con trai đâu ạ. À. Anh chị thông cảm. Thật sự, trình độ y học hiện nay chưa đủ khả năng xác định... Cái gì? Bác sĩ nói cái gì? Bệnh viện quảng cáo là bác sĩ giỏi, tài năng, trang thiết bị thì hiện đại mà không xác định được giới tính con tôi. Là sao? Là sao hả? À, ý tôi á là y học vẫn chưa đủ hiện đại để xác định giới tính của mỡ thừa anh chị ạ. Hả? Đó là thế? Nhà thơ trẻ Mimosa đã chính thức ra mắt tập thơ Hoa Mimosa. Trong buổi ra mắt đã thu hút rất nhiều phóng viên báo chí. Và tiếp theo trong buổi ra mắt ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng giao lưu với thi sĩ Mimosa nha. Tôi rất là xúc động, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tôi. Có thể nói để tập thơ được ra mắt thành công như hôm nay, lần đầu tiên tôi xin được cảm ơn em Hoa Huệ, người yêu của tôi, đã sát cánh bên tôi để cho tôi có thêm động lực. Vâng, mời cô Hoa Huệ lên giao lưu cùng chúng tôi được không ạ? Chuyện tình cảm của chúng tôi lúc đầu cũng như bao cặp đôi khác có chút khó khăn. Nhưng khi tôi tâm sự với bố tôi là anh Mimosa, là nhà thơ, thì bố tôi không còn cấm cản dữ dội nữa. Ồ, vậy là bố cô Hoa Huệ hẳn là một người rất yêu thơ chứ ạ? À? Dạ không, không hẳn ạ. À. Chả là vì anh người yêu cũ của em là dân đóng bốc, lúc bố em muốn tống cổ anh ta ra khỏi cửa có đôi chút khó khăn, thế nên... Hả? Hôm qua, cửa hàng đồng hồ Vĩnh Cửu trên phố Vĩnh Viễn đã diễn ra sự kiện vô cùng sôi động nhằm kỷ niệm 10 năm mở hàng. Cảm ơn mọi người ủng hộ đồng hồ Vĩnh Cửu thời gian qua. Tôi muốn khiêu kiện. Hả? Khiếu kiện? Đúng thế, rõ ràng là tôi mua cái đồng hồ này ở đây. Lúc đó ông bảo tôi là dùng được đến hết đời. Thế mà mới chỉ được nửa năm nó đã hỏng hết rồi đây này. À, đúng là đồng hồ của nhà tôi thật.
Đấy, ông giải thích đi. Hôm tôi mua ông đảm bảo dùng được hết đời chắc nịch cơ mà. Đúng là tôi đã hơi chủ quan. Chả là bữa ông qua mua tôi thấy sắc diện ông kém lắm, thế nên mới nói. Hả? Ngày hôm qua, công ty du lịch Viva đã gây sốc khi tung ra gói cước khuyến mại lớn giảm giá tới 80% cho tour đến rừng nguyên sinh ngũ cốc. Rất nhiều khách đã chen chân để mà đăng ký tour này. Ồ, vậy là được rồi. Vâng, xin lỗi quý khách vì sự bất tiện khi phải chen chúc như vậy ạ. Ồ, không sao, không sao, mua được vé đi là tốt rồi. Dạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Với tour du lịch này, chúng tôi sẽ có một buổi tập huấn để quý khách có thể ứng biến vài tình huống khi ở trong rừng. Mời quý khách hãy đến vào 8 giờ tối mai nha. Ồ, không cần đâu, tôi mua cho vợ tôi đi ấy mà. Ôi, thật là tuyệt, anh là một người chồng rất là lý tưởng luôn. Không có gì. Vậy anh dặn chị nhà sáng mai đến tập huấn nhé. Tôi nghĩ là vợ tôi không cần đến đâu. Kìa, phải tập huấn chứ. Thế nhỡ vào rừng vợ anh gặp lợn lòi bị tấn công thì sao? Ồ, thế thì đáng đời nó. Ủa, sao anh lại nói kỳ vậy với vợ của mình? Không, là tôi nói con lợn lòi ấy, nó dám xông vào cô ấy thì nó bị thương cũng đáng đời. Hả? Hàng phối giống Lâm Râm đã cho ra mắt một giống chó đặc biệt dành riêng cho cư dân phố cổ. Đàn chó của tôi có 102, không ai có thể huấn luyện chúng giỏi như tôi nha. Xin anh giải thích rõ hơn cho chúng tôi hiểu ạ. Vẫy đuôi. Tại sao chó nhà anh lại vẫy đuôi lên xuống như vậy? Đó là để đáp ứng nhu cầu nuôi chó cảnh trong các căn nhà chật hẹp trên phố cổ. Vẫy đuôi lên xuống chứ không được phép vẫy sang hai bên. Thời gian gần đây, các dịch vụ khám chữa tư nhân mọc lên như nấm trên địa bàn phường. Hy vọng đây là sự khó khăn bất cập cho công tác quản lý. Cái này bệnh của bác chắc là phải phẫu thuật mới khỏi được triệt để thôi. Trời ơi, phải phẫu thuật ư bác sĩ, có cách nào khác không? Rất tiếc, chẳng còn cách nào hết bác ạ. Bác đang lo ngại chi phí phải không? Dạ, chi phí của tôi không lo. Tôi chỉ sợ nguy hiểm thôi. Mà tôi thì già yếu rồi, chứ còn trẻ gì nữa đâu. Ngộ nhỡ. Xin bác cứ yên tâm, có phải ai chúng tôi cũng phải chỉ định phẫu thuật đâu. Dạ, thưa bác sĩ. Bác sĩ đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật như thế này chưa ạ? Nhiều lắm rồi đó, kể cả lần sắp tới đây cũng phải đến 98 ca phẫu thuật rồi đó. Ồ, thế thì tốt quá, kinh nghiệm như thế chắc chắn là tỷ lệ thành công rất cao phải không ạ? Ừ, tôi cũng hy vọng thành công được một lần nữa mà. Tại buổi lễ trao giải top 100 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng một năm hôm nay, tôi xin được vinh dự giới thiệu tới quý vị khách quý một gương mặt doanh nhân rất tiêu biểu. Anh đến từ một doanh nghiệp có doanh thu lên tới trên 10.000 tỷ đồng một năm, đó là của doanh nhân Nguyễn Văn Ích Xì. Chào ngài, tôi đến từ Hội Chữ Thập Đỏ. Theo thông tin từ báo chí, chúng tôi được biết ngài là một doanh nhân thành đạt với mức doanh thu lên tới trên 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Tôi rất mong ngài hào phóng trích một số tiền nhỏ để giúp đỡ các mảnh đời nghèo khổ và các trẻ em lang thang đường phố. Trên báo chí, ông có biết cha mẹ tôi đều là những người thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Mỗi lần như thế, viện phí phải chi trả lên đến cả 100 triệu đồng không? Rất tiếc, tôi không biết chuyện đó ạ. Trên báo chí, ông có biết em trai tôi mấy năm nay không có việc làm không? Chị gái tôi đã bỏ chồng và hiện đang phải một mình nuôi 3 con nhỏ. Ngài quá là người phải gánh vác nhiều việc từ gia đình đến xã hội. Những người đó còn chưa nhận được từ tôi đồng nào thì tổ chức của ông còn lâu mới tới lượt ha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.